dậy từ rất sớm, cô sinh viên năm thứ nhất Ngô Thị Hiền, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang cùng các bạn trong nhóm Từ Thiện Thật làm những mẻ bánh trôi đầu tiên. Học xa nhà, nhưng những dịp như ngày lễ Hàn Thực này, Hiền luôn cố gắng sắp xếp việc học để được tham gia vào hoạt động thiện nguyện. Những cái hoạt động này thì hầu như là em tham gia thì em cũng hay phổ biến với mọi người để mọi người cùng biết đến, để cùng lan tỏa cái những cái việc tốt, những cái việc nên làm cho mọi người. Các bạn tình nguyện viên đa số là các bạn học sinh, và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người đang đi làm. Thì cái thời gian mà các bạn rảnh thì các bạn có thể đăng ký với chúng tôi theo lịch học cũng như lịch đi làm của các bạn ấy. Và mỗi người tham gia một chút thôi thì cũng đã đóng góp để tạo nên những chiếc bánh trôi như vậy rồi. Cắt bột theo từng khúc nhỏ, cho nhân đường, nặn bánh, luộc rồi vớt bánh. Những chiếc bánh trôi, bánh chay được làm một cách cẩn thận. Các bạn trẻ này hy vọng sẽ mang lại một cái Tết Hàn Thực ý nghĩa cho những cảnh đời khó khăn. Đấy, các bạn xem mình nặn một viên bánh cũng rất là xinh xắn. Cảm thực sự là mình gửi gắm đến vào viên bánh trôi. Thứ nhất là để chiều nay cũng có chương trình để đi tặng các viên bánh trôi cho những người hoàn cảnh khó khăn, nghèo mà xa quê không kịp về ăn Tết Hàn Thực mùng 3/3. Thật vui khi những mẻ bánh đầu tiên nhận được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm. Số tiền nhỏ này sẽ được góp vào quỹ chung phát triển các chương trình thiện nguyện khác. Ngày nay, khi mà những ngày lễ Tết của dân tộc đã ăn sâu vào tâm thức người Việt, thì những hoạt động thiện nguyện như thế này đang hướng các bạn trẻ sống nhân văn hơn và tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.